Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Theo yêu cầu của một bạn thì hôm nay mình làm clip hướng dẫn các bạn vẽ máy bay đây. Các bạn hãy lấy giấy bút ra và vẽ cùng mình nha. Bước đầu tiên thì các bạn hãy vẽ ở giữa tờ giấy cho mình một hình chữ nhật thật là dài luôn các bạn nhé. Một hình chữ nhật nhỏ và rất là dài nha các bạn. Sau đó xác định điểm giữa của hai cạnh như thế này và các bạn kẻ cho mình hai đường chéo như thế này nhé. Rồi, từ vị trí trung điểm của cạnh nhỏ này thì các bạn hãy vẽ cho mình một đường hơi vòng cung và vát xuống phía dưới như thế này, chạm đúng vào cái điểm cắt của đường chéo kia nhá. Ở đây các bạn hãy vòng thấp xuống như thế này rồi chúng ta lại vòng lên, nó gần giống như kiểu là đầu của chú cá heo ấy các bạn. Và các bạn hãy kéo xéo xuống dưới như thế này, ở chỗ này các bạn kéo xéo sang bên trái rồi lại vẽ cong xuống như thế này này, vậy là chúng ta đã tạo hình được phần thân của chiếc máy bay rồi. Và từ cái vị trí này các bạn kéo sang một phần đuôi cánh, đó là cái cánh của bên kia nhưng mà nó ngắn hơn vì nó khuất. Còn cái cánh bên này các bạn kẻ một đường ngang như thế này rồi các bạn cũng kéo dài xuống và hơi nhọn như thế này. Cánh bên này thì sẽ dài hơn vì bên này chúng ta nhìn rõ hơn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể tẩy bỏ những cái đường chúng ta phát kẻ ban đầu. Mình hướng dẫn vẽ như thế này để cho bạn nào cũng có thể vẽ được. Vì nếu mà vẽ từ đầu đến cuối thì những bạn nào mà vẽ yếu thì sẽ không vẽ được ý. Còn bạn nào mà giỏi thì cứ vẽ từ đầu đến cuối mà không cần kẻ ô cũng được nha. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vẽ thêm cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ vẽ cái phần cánh nhỏ. Mình cũng không biết gọi là cánh, gọi là cái gì. Nói chung là ở phần đuôi nó cũng có hai cái cánh nhỏ như thế này ấy. Thì bên kia nó sẽ khuất đi, vì nó nhỏ nên tạm thời nó khuất đi. Mình chỉ vẽ bên này thôi. Đó, đây chúng ta sẽ vẽ cái phần kính đằng trước. Để cho đằng trước thì những người làm máy bay thì họ phi công thì họ sẽ nhìn về phía trước. Còn đây là những ô cửa sổ mà hành khách ngồi để có thể nhìn ra ngoài để ngắm mây nha. Các bạn hãy vẽ thành một hàng thẳng hàng nhau những cái ô cửa sổ này nhé và kích thước bằng nhau nha. Và sau khi vẽ xong như thế này rồi thì chúng ta sẽ lấy bút mực để chúng ta tô lại và sau đó chúng ta tẩy sạch những cái bút chì đi rồi chúng ta tô màu là ok đấy. Các bạn thấy vẽ như thế này có dễ hơn không nào? Thực ra máy bay thì có rất là nhiều kiểu nhưng mà vẽ kiểu này thì nó sẽ dễ hơn và các bạn nhỏ sẽ thích hơn là vẽ cái kiểu máy bay mà nó giống máy bay thật ở ngoài. Nó sẽ khó hơn đấy các bạn, còn nếu như các bạn thích thì có thể comment xuống bên dưới để mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn vẽ máy bay kiểu đấy vào trong clip sau nha. Còn các bạn muốn mình vẽ gì thì có thể comment xuống bên dưới và mình sẽ thu xếp thời gian và vẽ những bức tranh đó làm clip mới cho các bạn nhé. Đối với bức tranh kiểu này thì các bạn nên dùng bút ngòi to để các bạn tô viền như thế này thì nó sẽ nổi bật hơn và các bạn tô màu nó cũng dễ hơn. Còn một số loại bức tranh thì các bạn có thể dùng bút ngòi nhỏ thì thích hợp hơn. Ví dụ như tranh vẽ người mà có mắt mũi miệng mà chúng ta dùng ngòi to thì chúng ta vẽ rất là dễ bị nhòe. Cái ô cửa này các bạn có thể vẽ hình tròn cũng được nha. Thực chất nó là hình vuông nhưng mà bốn góc của nó sẽ bầu lại chứ nó không vuông nhọn như thế này đâu. Nhưng mà mình vẽ như vậy rồi thì thôi cũng không sao hết nhỉ các bạn nhỉ. Các bạn tẩy sạch nét bút chì đi cho mình nha. Để chúng ta tô màu cho nó sạch. Các bạn có thể trang trí thêm một vài đám mây ở xung quanh nha. Đám mây thì rất là dễ vẽ rồi đúng không nào? Chúng ta không cần phải dựng hình gì hết. Các bạn cứ vẽ bằng những đường móc tròn như thế này thôi. Và lát nữa thì chúng ta tô màu thì chúng ta sẽ chỉ tô phần gậm của mây thôi, tức là phần dưới. Còn phần trên chúng ta để màu trắng. Vì mây ở ngoài trời màu trắng mà, nhưng phần dưới gầm thì nó sẽ màu xanh, tô như vậy trông nó tự nhiên hơn các bạn ạ. Đối với mây thì các bạn có thể tô màu xanh ra trời hoặc cũng có thể tô màu hồng hoặc màu cam. Nhớ là tô mờ, tô nhẹ thôi, đừng tô đậm quá vì mây nó không giống như những sự vật khác. Thì bầu trời cũng có lúc màu cam, màu hồng, ví dụ như là lúc mặt trời mới mọc, bình minh lên chẳng hạn thì mây nó sẽ màu hồng. Nói chung là các bạn cứ tô trong khoảng vài cái màu đấy thôi, mình không được sáng tạo quá và tô thành những màu khác nhé. Còn đối với máy bay thì các bạn có thể tùy ý tô màu theo ý thích của mình nha. Ô cửa kính thì nên tô màu xanh ra trời nhà, còn những cái phần còn lại như cánh và phần thân máy bay thì tùy các bạn. Mình hôm nay thì mình sẽ chọn màu hồng để tô cánh và màu xanh lá mạ để tô phần thân máy bay.
Các bạn nếu yêu mến mình và thích clip của mình thì hãy like, share và ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Lúc tô màu các bạn hết sức chú ý nhé. Nhiều bạn vẽ thì đẹp lắm nhưng đến lúc tô màu lại làm hỏng cả bức tranh luôn, giống như là bé nhà mình cũng vậy. Bé thì di truyền được cái năng khiếu từ mình thì vẽ cũng rất là đẹp, tuy nhiên là mình nghĩ là bé chỉ nên dừng lại ở vẽ thôi. Đến cái khúc bé tô màu ấy, bé tô lầm lem hết ra ngoài ấy, trông rất là xấu luôn. Nói chung là còn nhỏ nên là cũng chưa biết cách tô, lớn lên một chút tô mà cẩn thận nó không bị lem ra ngoài thì nó mới đẹp được. Vậy là mình đã vẽ xong bức tranh hình chiếc máy bay bằng một cách rất là đơn giản rồi. Chúc các bạn vẽ thành công nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.